Khi chung giây mặt nồng đã giảm lòng không nhớ thêm một ai. Cảm ơn lần thân ái cho đồng đầy vẫn giả vờ những trái tim còn yêu. Cảm ơn lời em hứa sau xa vời nhưng vì yêu ta vẫn tin ngày mai. Cảm ơn đời như thấy với nhẹ lòng cho trọn tình những lúc ta còn nhau. Cảm ơn đời người gian dâm cho nỗi đau lành vết thương sâu. Cảm ơn tình mong manh từ khói để yêu thương một mưa mãi đi. Này là cái Acer 80 cho một người bạn của anh Trung. Và cái này là mình gửi cho anh Trung luôn, ở Ninh Thuận luôn. Cái này là cái lát 2022, là trùng với bộ micro không dây, là hết là 20 triệu ha. 20 triệu. Mình đang test lại để mình gửi cho anh Trung ở Ninh Thuận. Bây giờ mình gửi xe luôn. Cảm ơn đời mùa sống mai thức giấc đã có thêm người đưa đến yêu thương. Cảm ơn mây ấm thầm quanh trời. Cảm ơn rằng mới nhớ em về. Cảm ơn trời qua hai năm. Thank you.
Dạ, con này là 120W của 2022 á, là bản mới nhất luôn. Cái này nó cũng hỗ trợ cái tiếng reverb cho rớt á, đỡ giống như cái loa đó. Dạ. Đây là dùng được hai guitar, một micro và ba line đó. Line đôi dùng được jack Canon 3 chấu. Thank you.
cũ xa xăm. Cảm ơn ngày chưa qua đêm chưa tới. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, 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 1, 2, 3, 4, alo, 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 alo. Này, chơi, 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 chơi. Dạ, đúng rồi, cái này là đã tích hợp rồi, đã bắt di chuyển. Chơi, đọc không? Dạ, alo, 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 cái này là bên trong micro, bên hiệu ứng của micro, cái này là, dạ, cái phay là đồ bọc, này, alo, alo. Dạ, đúng rồi, tăng cái độ nhỏ á. Dạ, dạ. Reverb này là cái tiếng của nó là gọi là tiếng nhái, tiếng đôi á. Còn cái này tiếng vọng. Tiếng vọng, tiếng đôi, cái này tiếng đôi. Cái này nó vọng, nó làm cho cái tiếng bass nó được ngâm lên á. Dạ, dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn cái này normal là đỡ cái đùa. Cái không, anh chơi lúc mà anh dựa theo cái tông của ca sĩ này đỡ chỉnh này, ví dụ tắt đi cái này bật lên này. Hả? Rồi cái này cái chép, kick, bass, ghét là nó chỉnh. Dạ đúng rồi. Ta. Đây này, là lên này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Dạ, cái này là gen là một cái tổng thể đó. Hay hơn nhiều anh, hay hơn nhiều. Nó hay hơn, nó tổng được cái là có được cái pin sạc 40, 50 không có pin sạc. Không, cái này 25 cho 40 nhờ. 25 thì có pin sạc, nhưng mà không được nhỏ. Dạ, ok chứ không? Rồi, ok. Đóng lại cái con này. Tại vì anh xem trên cái chỗ trên đấy ấy, nó bán 8,5 triệu. Dạ. Thì anh bảo em là đúng là hàng của nó cũng nhiều mà về cho mấy em làm ở đây ấy. Cái này cũng mới về nè. Nó về được một lần về công ty thì chỉ ra được mấy cái thôi. Đâu ra nhiều được đâu. Còn hàng không về lỗi tùm lắm á. Khi anh chở thì sao được? Quên mất keo rồi. Đóng chuột xong bỏ keo rồi. Cái này là đi... Ở nhà xe là
ngoài đó cũng có. Dạ, ngoài đó cũng có. Dòng Acer 80 này giá dưới 10 triệu thì anh em dùng là nó rất là ok. Mình cũng là mình cũng tham chiếu rất là nhiều dòng, những dòng cái dòng co, những cái dòng 40 cho tới những cái dòng của Neko. Neko là cây chấm đó, những dòng lo đó dùng cho chạm kéo á, gọi là hát hay, nó làm tiếng hát nó hay hơn, nhưng mà tiếng guitar nó không có. Dạ. Xưa là không có bán mấy đó, nhưng mà sau này có nhiều người họ họ muốn cứ muốn lúc nào cũng phải hát nó nhẹ, vì đỡ mà một người hát hay á là hát cái lo 25 cũng rất hay. Rồi đó một em trai ở quận 8 đó, em có xem em chạy với mấy hát cái lo 25 đã hay rồi. Có cái túi mà để bỏ cái này đâu? À, cái dòng này nó không có túi này. Không có túi nhưng mà cái túi mà cứ bằng bao bao của dạng siêu thị cái đồ. Thế thì sau này đỡ anh mang á hả? Đỡ. Đỡ em may đây nha. Ở đằng này em nói bên may nó may cho. May mỗi người một cái thùng túi. Dạ để em. Để chứ mình nhiều khi đi đâu có xách đâu bỏ cái thùng rồi. Dạ. Để loa anh chưa? Để micro anh chưa? Qua video cho ta anh chị ơi. Giao lô, giao đèn rồi nữa tùm lum hết nha. Đây, đây là cái lo cho anh Trung nha. Em gói lại hết rồi, bây giờ sẽ nhân viên họ sẽ đi giao cho anh ha. Rồi, kích cái này lại. Kích cái lại cho anh Trung. Rồi, xin chào mọi người nhé.